Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 119 đến trang 123. Bài 9 Tài sản vô giá. Bài đọc 2 Để học tập tốt sách cánh diều. Để học tập tốt. Để học tập tốt, học sinh chúng mình cần phải thật khỏe mạnh. Vậy cần làm gì để có sức khỏe tốt? Bạn hãy bổ sung lịch tập thể dục, thể thao vào thời gian biểu. Mỗi ngày bạn nên dành ít nhất 30 phút để ra ngoài trời tập thể dục hay chơi các môn thể thao như chạy, đá bóng, cầu lông. Ngoài giờ học, bạn có thể nghe vài bản nhạc, xem một bộ phim để thư giãn. Nhưng bạn tránh sa đà vào các trò chơi giải trí mà quên luôn việc học nhé. Bạn hãy chọn các thực phẩm giàu dinh dưỡng như trứng, đậu nành, bí đỏ, rau củ, trái cây để bồi bổ cho cơ thể lẫn trí não. Ngồi học quá lâu khiến bạn kém tập trung, đau vai, đau lưng. Sau khoảng một tiếng ngồi học, bạn nhớ đứng dậy vươn vai, tập vài động tác thể dục để cơ thể thoải mái và tránh nhức mỏi. Theo báo khăn quàng đỏ. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài đọc. Trong bài đọc có từ thư giãn, ở đây là cơ bắp hoặc là đầu óc ở trạng thái thả lỏng, tạo nên cảm giác thoải mái. Tiếp theo, trả lời câu hỏi 1. Xếp các biện pháp bảo vệ sức khỏe nêu trong bài học vào nhóm thích hợp tập luyện, thư giãn, ăn uống. Như vậy chúng ta sẽ xếp các biện pháp bảo vệ sức khỏe nêu trong bài đọc vào nhóm thích hợp là: tập luyện thì chúng ta nên bổ sung lịch tập thể dục, thể thao vào thời gian biểu. Mỗi ngày ít nhất 30 phút để tập thể dục hoặc là chơi các môn thể thao. Rồi thư giãn thì là nghe nhạc, xem phim, tránh xa đà vào các trò chơi giải trí. Ăn uống thì ăn các thực phẩm dinh dưỡng. Tiếp theo tóm tắt một biện pháp được liệt kê trong bài đọc bằng một câu ngắn khoảng 5 đến 10 tiếng. Như vậy chúng ta sẽ tóm tắt một cái biện pháp được liệt kê. Đó là ngồi học quá lâu khiến bạn kém tập trung, đau vai, đau lưng. Tiếp theo 3. Vì sao bài đọc được đặt tên là để học tốt? Thì bài đọc được đặt tên là để học tốt vì bài đọc nêu lên các biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe trong học tập. Bài đọc được đặt tên là để học tốt. Tiếp theo câu 4, kể và viết lại những việc em đã làm để nâng cao sức khỏe. Thì chúng ta có những cái việc làm nào để nâng cao sức khỏe thì các em hãy kể và viết lại. Ở đây cô ví dụ như là chúng ta sẽ đi bộ đi học nè. Nếu nhà gần thì chúng ta sẽ đi bộ đi học. Rồi nhà xa thì chúng ta sẽ đạp xe. Rồi ăn đầy đủ chất và thư giãn sau khi học để nâng cao sức khỏe. Tiếp theo luyện từ và câu chủ ngữ. Một La Mã nhận xét. Một bộ phận in đậm trong mỗi câu sau được dùng để làm gì? A. Ánh nắng là nguồn sáng vô giá theo Phạm Năng Cường. B. Con thỏ trắng này có vẻ bạo dạn lắm theo Nguyễn Văn Bình. C. Mấy chú bé đi tìm chỗ ven suối để bắt bếp thổi cơm theo Tô Hoài. Thì các em chú ý cái bộ phận in đậm ở trong câu này nó được dùng để làm gì. Thì ở đây chúng ta có các gợi ý. Một, thứ nhất đó là cho biết sự vật được giới thiệu trong câu là ai, con gì, cái gì. Hai, cho biết sự vật được nêu hoạt động trong câu là ai, con gì, cái gì. Ba, cho biết sự vật được miêu tả đặc điểm ở trạng thái trong câu là ai, con gì, cái gì. Như vậy ở đây chúng ta có từ ánh nắng, con thỏ trắng này, mấy chú bé. Thì
Cái bộ phận in đậm này được dùng để làm chủ ngữ. Rồi tiếp theo, hai bộ phận nói trên trả lời cho câu hỏi gì? Thì bộ phận nói trên trả lời cho câu hỏi cái gì là gì, cái gì như thế nào, ai làm gì. Tiếp theo bài học 1, chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu. Cho biết sự vật được giới thiệu nhận xét trong câu là ai, con gì, cái gì. B, sự vật được nêu hoạt động trong câu là ai, con gì, cái gì. C, sự vật được miêu tả đặc điểm trạng thái trong câu là ai, con gì, cái gì. Thì chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai hoặc con gì, cái gì. Tiếp theo ba la mã luyện tập một nhỏ. Tìm chủ ngữ trong mỗi câu trong đoạn văn sau. Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao, màu vàng trên lưng chú lấp lánh, bốn cái cánh mỏng như giấy bóng, hai con mắt long lanh như thủy tinh, thân hình chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu, theo Nguyễn Thế Hội. Như vậy chúng ta sẽ tìm chủ ngữ của mỗi câu trong đoạn văn. Chủ ngữ ở đây là chú chuồn chuồn nước. Rồi B. Hai nhỏ đặt một câu nói về sức khỏe của em hoặc là về học việc em tập thể dục thể thao để đảm bảo sức khỏe, xác định chủ ngữ của câu đó. Ví dụ em thường xuyên tập thể dục để nâng cao sức khỏe của bản thân. Thì chủ ngữ ở đây là em. Tiếp theo bài viết 2, viết thư thăm hỏi, cấu tạo một bức thư. Một la mã nhận xét, đọc bức thư sau. Nam Định ngày 22 tháng 12 năm 2022. Dì yêu quý, được tin dì hoặc đoạt huy chương bạc môn nhảy xa tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Cháu rất vui, cháu xin chúc mừng dì. Dì là niềm tự hào của cả gia đình đấy ạ. Bố cháu còn nói là dì đã về trung tâm thể thao để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Dì ơi, trung tâm điều kiện sinh hoạt và luyện tập có tốt không ạ? Dì luyện tập có vất vả lắm không? Cháu mong dì giữ gìn sức khỏe để đạt thành tích thi đấu cao hơn nữa và để cả nhà yên tâm. Về phần mình, cháu vẫn đi bơi đều đặn. Chỗ cháu bơi có nước ấm, mẹ cháu thường bảo, con noi gương dì, chăm chỉ tập luyện nhé. Cháu kính chúc dì luôn mạnh khỏe và luyện tập tốt để sắp tới đoạt huy chương vàng. Cháu của dì Trang, Hiền Trang. Như vậy các em vừa theo dõi một bức thư. Hai nhỏ là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi A. Bạn Hiền Trang đang gửi thư cho ai để làm gì? B. Bức thư gồm mấy đoạn, nội dung của mỗi đoạn là gì? C. Bức thư thể hiện tình cảm của bạn Hiền Trang như thế nào? Thì ở đây bạn Hiền Trang gửi thư cho gì để chúc mừng gì đã đạt huy chương và hỏi thăm sức khỏe gì? Thì bức thư gồm có 4 đoạn. Đoạn 1 là lời chúc mừng của Hiền Trang, đoạn 2 là hỏi thăm sức khỏe của dì, đoạn 3 là nêu tình hình học tập, luyện tập của bản thân Hiền Trang và đoạn 4 là lời chúc tới dì. Thì bức thư thể hiện tình cảm của bạn Hiền Trang đó là rất yêu quý dì. Tiếp theo hai la mã, bài học cấu tạo của bức thư. Thì cấu tạo của bức thư đầu tiên là địa điểm thời gian viết thư nè. Một, lời chào. Hai là lời giới thiệu nếu cần, lý do viết thư. Ba, lời thăm hỏi. Bốn, thông tin về tình hình bản thân. Năm, lời chúc, chữ ký và tên của người gửi thư. Ba la mã, luyện tập trao đổi với bạn để chuẩn bị viết một bức thư thăm hỏi. Em sẽ viết thư cho ai, vì sao viết thư thăm hỏi người đó. Như vậy chúng ta hãy cùng trao đổi với bạn để mà chúng ta chuẩn bị viết một bức thư thăm hỏi. Thì gợi ý ở đây em viết thư thăm hỏi ai? Thăm hỏi người thân hoặc thầy cô bạn bè, thăm hỏi một người chưa quen, cô hoặc chú bộ đội, một thầy thuốc, một vận động viên,
một nhạc sĩ, một bạn nhỏ cùng lứa tuổi với em. B. Vì sao em viết thư cho người đó? Vì người đó mới có chuyện vui hoặc chuyện buồn, vì người đó mới viết thư cho em, vì đã lâu em chưa gặp người đó. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.